qua 3 tháng tìm kiếm được vào danh sách đề cử, Glenn Charming, một thành viên của Glenn Global, đã tổ chức tôn vinh top 100 nữ lãnh đạo Việt Nam tỏa sáng toàn cầu. Đây là những nữ lãnh đạo đáp ứng đầy đủ những tiêu chí bình chọn, như có khả năng kiến tạo và ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng, có khả năng kết nối mở rộng kinh doanh qua mạng lưới nữ lãnh đạo toàn cầu, xây dựng hình ảnh nữ doanh nhân trước công chúng. Chương trình top 100 nữ lãnh đạo Việt Nam tỏa sáng toàn cầu là cơ hội để chúng tôi vinh danh những nữ lãnh đạo có nhiều đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng. Bởi vì chúng tôi quan điểm rằng là khi phụ nữ không chỉ thành công trong sự nghiệp mà họ còn có thể kiến tạo hoạt động cộng đồng, giúp cho cộng đồng tốt đẹp hơn thì thực sự là rất đáng được vinh danh. Giải thưởng là động lực để những nữ lãnh đạo tiếp tục phấn đấu, đóng góp tri thức và tài năng vì sự phát triển của Clean Charming nói riêng và Clean Global nói chung.